Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một căn phòng hoàn toàn mới. Tên chương trình của chúng ta đó là Ai đến hôm nay. Vậy thì hôm nay ai đến? Chúng ta sẽ cùng biết được ngay sau đây. Bọn em là gia đình Thủng Long và em là Bom. Bọn em là Thủng Long. Vậy ạ. Hai bạn tự tin là chúng ta hiểu nhau bao nhiêu phần trăm? 1, 2, 3 80. Thưa quý vị, sau một cái thử thách thất bại toàn tập của hai vợ chồng Thủng và Bom, thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với hình phạt của các em. Cái khung hình này nó sẽ phải rộng ra một tí, bởi vì đôi khi là cái rất là động béo. Tác của em nó có thể Rồi. Đôi khi là mình có thể đánh sóng sánh một tí chẳng hạn. Mọi người có hiểu không? Tuyệt vời rồi. Gia đình Thủng Long xin cảm ơn tất cả mọi người đã ngồi trước màn hình để lắng nghe sự chia sẻ của bọn mình.